Mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng nhằm tổng kết những kết quả đạt được, khó khăn và vướng mắc trong việc triển khai luật và đề xuất kiến nghị để duy trì và phát huy hiệu quả của luật phòng chống tham nhũng. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, ngay sau khi luật chống tham nhũng có hiệu lực, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng. 10 năm qua, Bộ đã ban hành mới 229 văn bản thi hành luật phòng chống tham nhũng, 30 văn bản sửa đổi bổ sung hướng dẫn để thực hiện luật, phát động phong trào xây dựng cơ quan tổ chức đơn vị trong sạch vững mạnh, không tham nhũng và lãng phí v.v. Đặc biệt là mới đây, đoàn công tác số 7 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng sau khi kiểm tra giám sát đã đánh giá, Ban cán sự Đảng và cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng. Nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt như công khai minh bạch hóa trong hoạt động của các đơn vị, công tác cải cách hành chính, xây dựng thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn, từ đó nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ của người cán bộ công chức viên chức v.v. Ghi nhận những đóng góp của các đơn vị trực thuộc, Bộ Công Thương đã quyết định trao bằng khen cho 14 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng.